sáng ngày 10 tháng 8, đồn công an quận Khai Phát, đô thị Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chiếm được lá tốt báo tin từ một người đại trưởng phu cho biết mình bị hai thanh niên khác quy tấn công. Sau khi chiếm được điện báo, công an lập tức đến hiện trường phát hiện một người đại trưởng phu nằm sõng xoài trên mặt đất, miệng méo mó vẫn còn vết máu, mô tả không còn được rõ ràng. Công an lập tức gọi điện đưa nạn nhân đến bệnh viện. Hình ảnh nạn nhân tại hiện trường được biết, nạn nhân là người đại trưởng phu họ La ở đô thị Hoàng Thạch. Sáng sớm ngày 10, anh La vừa tan làm sẵn sàng lên xe máy về nhà thì đột nhiên nhiên có hai tên thanh niên lạ mặt đổ xe máy đi xuống chặn lại. Hai tên này cướp lát tốt trên người anh đòi xóa đoạn video anh này mới đăng lên mạng. Vì muốn lấy lại lát tốt của mình, anh La liền đẩy một trong hai tên, nào ngờ tên này xông vào tấn công nạn nhân đến trượt xuống đất, sau đó dứt trả lát tốt rồi bỏ chạy. Lần theo thông tin anh La cung cấp, ngày 27 tháng 9 lực lượng tính năng đã bắt giữ thành công hai đối tượng lần lượt họ ngao và họ lôi, cả hai đều là người đô thị Hoàng Thạch. Theo như đối tượng khai báo, trước đó nạn nhân anh La có đăng một đoạn video bày tỏ tình cảm để lấy lòng cô gái mình theo đuổi. Vừa hay cô gái này lại chính là người họ ngao đang theo đuổi, thậm chí tên này còn luôn đơn phương cho rằng cô gái sẽ đồng ý làm bạn gái mình. Đầu tháng 8 vừa rồi, sau khi phát hiện anh La đăng clip, thanh niên họ ngao cho rằng bạn gái mình bị quấy rối nên mới quyết định tìm nạn nhân đòi hỏi xóa clip đồng thời răng đe nạn nhân để báo thù. Hiện đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố ý gây yêu quý tích, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra xử lý. Theo dân vi tao tia nè.